Xuất hiện nam thần khẩu trang phiên bản Việt, netizen nằng nặc đòi xem mặt để biết nhan sắc thật như thế nào. Dù là bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không khó để tìm kiếm những anh chàng đẹp trai, mỗi người lại có phong cách riêng độc đáo, nào là đẹp trai lạnh lùng, phong trần lãng tử hay chỉ đơn giản là thần thần bí bí với lớp khẩu trang. Mà thường thì những nam thần khẩu trang luôn khiến các bạn nữ quan tâm hơn cả bởi tính hiếu kỳ. Đó là lý do mà nhiều chàng trai chọn style giấu mặt khi xuất hiện trên mạng xã hội. Dù không tiết lộ gương mặt, nhưng nhờ thần thái khi đeo khẩu trang, họ vẫn được coi là hot boy, thậm chí còn trở thành người trong mộng của bao cô gái. Vừa hay, trên TikTok Việt dạo gần đây cũng có một anh chàng nổi tiếng với phong cách đeo khẩu trang như vậy. Được biết, anh chàng này tên thật là Nguyễn Minh Tiến, sinh năm 2002, hiện đang là sinh viên tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang. Minh Tiến sở hữu tài khoản TikTok với gần 400.000 lượt theo dõi. Anh chàng gây ấn tượng với các video clip đeo khẩu trang nhưng vẫn cực kỳ thần thái và nổi bật. Mỗi clip của anh chàng này đều thu hút hàng triệu lượt xem và hàng chục ngàn lượt thả tim. Đôi mắt bột mí chuẩn gu Hàn Quốc, mày rậm cùng nước da sáng của Tiến cũng nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của người xem. Nhiều bạn còn đùa vui và gọi anh chàng với cái tên nam thần khẩu trang thế hệ mới. Vì Tiến kiên quyết không tháo khẩu trang ở bất kỳ clip nào nên dân mạng mới chôn Tiến bằng những thử thách như ăn mì đi anh, đánh răng đi anh, toàn là những hoạt động phải tháo khẩu trang mới làm được. Có lần thì Tiến đối phó bằng cách khoét một cái lỗ trên khẩu trang để ăn và uống. Có lần thì ngay đúng lúc suýt thấy mặt thật thì Tiến kết thúc video, hỏi có tức không chứ. Những lần suýt thấy nhan sắc thật như thế, Tiến lại thua về cả triệu tim chứ chẳng ít.